Mai nè, lần trước mình đã ghé thăm nhà của ca sĩ Vân Khánh. Bước vào thì mình thấy cái cách trang trí theo phong cách Huế nè, phong cách của vùng miền. Mà Mai có bao giờ gặp người nào mà trang trí theo tuổi, theo mạng không? Mai đã gặp trường hợp đó chưa? Rồi, hỏi đúng với đề tài ngày hôm nay. Bây giờ xin mời Cường cũng như quý vị, chúng ta sẽ cùng đến tổ ấm đi về cùng một anh chàng tuổi ngựa nhé. Chào. Bạn đi đâu đây? Để giờ uống cà phê dưới kia kìa. Ồ vậy hả? Rồi nghe nói là có người cảnh đang ngồi trên đây. Phải uống không? Một bình gì nữa, thành ra lên gặp người quen. Mà rồi sao, anh chuẩn bị về chưa? Thì cũng đang tính đi về đây, nhưng mà phải lên gặp người quen trước cái đã chứ. Vậy hả? Em cũng chuẩn bị về. Hay là bây giờ vậy nè, chưa biết nhà anh đúng không? Chưa, chỉ có nghe nói thôi. Đến đó tham quan vậy hả? Biết. Được, em cũng muốn coi. Em cũng nghe nói là nhà anh đẹp lắm đó. Đúng, không có đẹp gì, nhưng mà nó cũng xinh xinh dễ thương theo đúng ý mình vậy thôi. Thì thôi bây giờ anh em mình đến với căn hộ của mình nha. Dạ dạ. Rồi, tới rồi, mời anh vào nhà của anh nha. Đúng là nhà này mấy bước chân là thấy ấm cúng quá. Ti ti, chào khách đi con, chào đi ti ti. Yêu vậy, rất là thích chó. Wow, nhà này toàn là màu xanh với màu trắng không ha nha. Đây là cái tông màu chủ đạo của nhà anh mà, bởi vì là nó mát. Vâng. Ví dụ như mình đi làm việc một ngày về, mình bước chân vào nhà mình cảm giác giống như bước vào một khu vườn yên tĩnh vậy đó. Ở nhà anh có thể nói giống như là một cái chuồng ngựa thu nhỏ. Vậy là anh là ngựa đầu đàn hả? Người ta gọi là ngựa chúa. Cái thứ nhất có lẽ bởi vì mình tuổi ngựa, yeah. Thành ra mình cũng thích con ngựa. Rồi bản thân cái hình tượng con ngựa nó cũng đẹp nữa, yeah. Anh có thấy không? Hình con ngựa rất là uy phong nè, rất là lẫm liệt nè ha, tung vó, rất là mạnh mẽ, rất là thích. Thành ra cái hình ảnh nó cũng đẹp nữa. Thành ra mình làm thành một cái bộ sưu tập, mình trang trí nó cũng hay. Đúng rồi, đúng là bước vào nhà anh là thấy cái cảm giác rất là dễ chịu, rất là thoải mái. Anh nghĩ mua cái nhà này lâu chưa ạ? Thật ra thì anh mua cách đây 2 năm. Nhưng mà về ở đó, về chính thức ở trong căn hộ này thì được khoảng 1 năm thôi. Khi mà anh về căn hộ này nè, là bắt đầu phải suy nghĩ xem mình sẽ thực hiện nó như thế nào, theo cái ý thích nào của mình. Nhưng mà em nghĩ là chắc anh tuổi ngựa, cho nên là anh thích là nhà mình là phải là một cái đồng cỏ xanh để cho mình tha hồ tung tẩy trong cái bãi cỏ đó, đúng không? Đúng rồi, đó là cái ý tưởng chủ đạo ban đầu á. Đây là ngay cái ánh nhìn thấy không? Dạ. Có một cái thảm nó như một cái lớp cỏ gì đó. Khi mình trưng bày những con ngựa được của mình, nó cảm giác như là ngựa nó tung bay trên cái thảo nguyên xanh gì đó. Dạ. Rất là thích. Em thấy cái bộ salon đỏ này nhìn cũng rất là đẹp ha. Tại vì tự nhiên trong cái nhà một cái màu xanh với lại một cái màu trắng thì tự nhiên nó nổi bật lên á. Thì nếu căn hộ này chỉ toàn một màu xanh không, nó cũng rất là hợp với phong thủy, hợp với mạng. Nhưng mà nếu như thế thì nhìn nó cũng chán lắm. Nó bị nhàn nhạt, nó không có điểm nhấn. Đó. Thành ra mình mới phải lựa một cái màu đỏ đặt ngay giữa nhà, cái ghế sofa này. Đó, cái thứ nhất là nó là một điểm nhấn cho căn nhà. Cái thứ hai là nó cũng hợp tuổi, hợp mạng nữa. Em thấy là anh còn có một cái quán ăn riêng nữa, thì chắc là bếp cũng anh cũng phải rất là quan trọng đúng không? Đúng rồi, cái phần bếp rất quan trọng á. Người ta thường nói bếp là cái phần mà giữ lửa cho gia đình mà, đúng không? Dạ. Với cái trang bếp trong những căn hộ chung cư thì mình phải sử dụng cái bếp treo tường nè, rồi những cái hộc tủ thật nhiều, rất dạ. nhiều những hộc tủ, những ngăn kéo để mình có thể mình chứa đựng được tất cả những cái vật dụng, chén bát muỗng đũa cần thiết cho mình. Đó. Dạ. Nó mình cất hết bên trong nó rất là gọn gàng và ngăn nắp. Em thấy đúng là đây là đúng một cái chuồng ngựa thật, bởi vì đâu cũng có ngựa. Cái quầy bar này nè thì dạ. cũng là một cái ý tưởng, là từ cái chuyện mà thay vì mình phải để một cái bàn ăn thì thôi bây giờ mình sử dụng cái quầy bar này như là một cái bàn ăn của mình luôn, thì nó sẽ đỡ cho mình trong cái việc mà diện tích của căn hộ. Đây cũng quá trời ngựa. Cái con ngựa này rất là đẹp ha. Đây, con ngựa này là cũng mới mang về từ Mỹ trong mấy tháng vừa qua, khi mà mình đi Mỹ mình mang về. Đó. Nó đẹp mà nó cũng có hay, nó có cẩn mấy cái miếng kiến thế này nè, nhìn nó cũng lấp lánh, nó chiếu chiếu. Chắc tại do mình cũng dân sân khấu, thành ra cái gì mà kim tuyến nhá là khoái. Còn cái con ngựa mà nó thường kia thì sao anh? Này, con này cũng rất là đặc biệt nha anh. Con này hồi đó trong một lần mình đi du lịch Thái Lan, thì mình trong một cái chợ đêm á, mình thấy có một người nghệ nhân họ ngồi họ tết bằng dây thừng. Thật ra cái con này nhìn nó giống như cái con ngựa kỳ lân trong truyền thuyết nhiều hơn. Nó có cái sừng trên đầu nè, thấy không? Ngựa thật ra bây giờ nhiều lắm. Ngựa lớn, ngựa bé, ngựa già, ngựa trẻ gì nhiều lắm. Nhưng mà mình phải lựa cái nào đó cho nó lạ lạ, nó đặc biệt. Chứ nếu bây giờ thấy ngựa là tha về thì chỗ đâu mà chứa. Còn mấy con ngựa ở chỗ kệ sách sao anh, em thấy nó trông cũng rất là hay.
Chắc cái này là quà tặng à? Đúng rồi. Chẳng hạn như thấy này, đây 8 con ngựa vàng chóe như thế này là của một cái cô trong cũng trong gia đình thôi. Cô mang về từ Trung Quốc và khi mà biết rằng mình có một căn hộ mới mà thích ngựa, thành ra cô khệ nệ cô bưng nặng lắm anh thử. Bưng cô bưng nguyên cái con này lên trên đây để gửi tặng cho mình. Còn con ngựa này là của một cô bé khán giả cũng đi du lịch Vạn Lý Trường Thành đó, thấy con ngựa đang như phóng trên Vạn Lý Trường Thành nè. Nó mà cái chất liệu đá đó nó như là ngọc thạch vậy đó, cảm thấy rất là thích, rất là đẹp. Còn đây là do đích thân mình mua. Đây là ông Phật Di Lặc đang ngồi trên một cỗ xe song mã. Mà dưới chân ông Phật Di Lặc có những cái đồng tiền, xung quanh là những đồng tiền giống như một cái sự thịnh vượng may mắn ông mang đến cho mình vậy đó. Thì mình có những cái đồng xu, đồng cát nhỏ nhỏ mình cũng bỏ lên trên đây. Thường thì người ta nói là những cái chàng độc thân đó thì nhà cửa hay bừa bãi cầu thả, nhưng mà rõ ràng là vào nhà của Đại Nghĩa thì thấy khác hẳn. Mọi thứ được sắp đặt rất là ngăn nắp và rất là đẹp mắt. Rồi em cũng đang thắc mắc là không biết phòng ngủ của anh như thế nào, nó có phải là lại một cái chuồng ngựa thu nhỏ không? Phòng ngủ cũng đơn giản thôi, dĩ nhiên ngựa thì trong căn nhà này ở đâu cũng có ngựa hết á. Thật ra trước đây cái thiết kế căn phòng này á, ở đây nó có một bức vách đó, một bức vách như thế này nó làm thành một cái tủ âm tường ở đây. Nhưng mà bởi vì bản thân mình là sống độc thân, mình đã có một cái phòng dành riêng được quần áo rồi, thành ra mình không cần thiết phải có thêm một cái tủ ở đây nữa. Thành ra xin ban quản lý đập văng luôn cái bức tường, bức vách ở đây, để sau đó mình làm thành một cái dãy kệ trang trí, mình ôm sát vào hai cái mảng tường này, để trên đây mình có thể mình trưng bày những cái con ngựa hoặc là những hình ảnh của mình. Thật ra trong phòng ngủ này cái điều mà mình thích nhất á là cái cửa sổ. Cái giường mình đặt nó cũng cao ngang với cái tầm cửa sổ này, thành ra buổi tối khi mình nằm trên giường, mình ngồi trên giường thế này á, mình nhìn thẳng ra ngoài trời luôn, nhìn ra cả một cái không gian thành phố về đêm, nó cũng rất là đẹp. Vâng. Nhìn ra bên ngoài nó thoáng lắm. Hồi nãy thì như là người đánh thấy là bên đây nó có một cái phòng đóng kín cửa, thì cái phòng đó có gì đặc biệt không nhỉ? Cái phòng nó đặc biệt là bởi vì phòng nó đựng quần áo. À vậy hả? Đựng quần áo thôi. Em rất là thích xem. Chắc là sẽ để rất là nhiều trang phục đi diễn của anh đúng không? Trang phục đi diễn, trang phục đi chơi, trang phục đời thường, có đủ thứ ấy. Anh thấy đi nãy giờ đi trong nhà đi không? Có rất là nhiều kệ tủ học. Đúng rồi. Tại vì mình trước khi mình làm, mình nói với cái người mà trực tiếp vẽ ra bản vẽ cho mình là phải làm cho anh làm sao mà có nhiều chỗ để chứa đồ. Tại vì nghệ sĩ mình quần áo đồ đạc luật linh tinh nhiều lắm. Nhưng mà hỏi thật anh nghĩ là trong cái ngôi nhà của mình thì cái góc nào mà anh nghĩ cảm thấy hài lòng nhất? Cái góc mà thật ra mà mình cảm thấy hài lòng nhất thì mỗi một góc nó đều có một cái công năng riêng của nó. Dạ. Nhưng mà cái góc mà mình cảm thấy thích, nó dễ thương á là cái góc ngoài ban công. Cái khu vườn nhỏ xinh của mình. Thôi mời Nguyễn ra ngoài xem nha. Đây là cái khu vườn yên tĩnh của căn hộ của mình. Diện tích nhỏ thôi, nó chỉ là một khoảng ban công thôi, nhưng mà mình đã tận dụng, mình chăm sóc nó, biến nó thành một cái khu vườn với rất nhiều loại cây, rồi những cái loại bình hoa treo thế này nè. Đó, đặc biệt là những cái buổi mà chiều bắt đầu xuống, ánh nắng từ từ tắt, hoàng hôn buông xuống thì cảnh vật càng đẹp hơn nữa. Và khi buổi tối thành phố lên đèn thì nhìn rất là lung linh, như cả một bầu trời sao rộng lớn mở ra trước mắt mình. Các bạn thân mến, như vậy là ngày hôm nay đến thăm chuồng ngựa của diễn viên Đại Nghĩa thì các bạn cũng thấy là chỉ cần có một chút óc sáng tạo thôi này, và quan tâm đến không gian riêng của mình thì mình sẽ có một cái ngôi nhà thật là đáng yêu và thật là thân thương khi mà trở về. Cảm ơn diễn viên Đại Nghĩa rất là nhiều, và em nghĩ rằng là cái ý tưởng ngôi nhà này của anh cũng là một cái gợi ý rất là hay cho khán giả của Sức Sống Mới. Cảm ơn anh. Và xin cảm ơn chương trình Sức Sống Mới đã có cơ hội cho Đại Nghĩa một cái cơ hội được trò chuyện với khán giả về cái chuyên mục nó khác với cái chuyên môn bình thường của mình. Hy vọng rằng khán giả cũng sẽ có được một cái không gian sống thật đẹp và thật bình yên cho mình. Xin chào tạm biệt, Titi chào tạm biệt.